Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của người dân, đến nay hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được bê tông, tướng hóa. Nhiều tuyến đường được trồng cây xanh, hoa rực rỡ, tạo cảnh quan cho mỗi vùng quê. Con đường vào xóm 2, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn này đã phải nâng cấp đến lần thứ 3 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, nên xã đã tích cực huy động sức dân cùng chung tay tham gia. Đường hoa này thì là chị em phụ nữ chúng tôi, là trong thời gian trồng đến nay là đã được 2 năm. Thì bắt đầu có cái đường mới này lên là chúng tôi là chị em bảo nhau ra để trồng, thì từ đầu là nó cũng không có cây giống hoa, nên là các chị em là cứ đi xin được cây hoa gì thì mang ra trồng cây hoa đấy. Thì là dần dần là bây giờ là nó tốt đến đâu là chị em ra tỉa trồng thêm vào, là bây giờ là được cái đường hoa như thế này. Tôi là người dân ở đây, tôi rất tự hào về con đường của dân làng chúng tôi là rất là sạch đẹp. Mỗi lần đi qua đây là không những dân chúng tôi mà các du khách của ở trên chùa Bãi Đính về đây và ở những cái khu resort là cũng tham quan và chiêm ngưỡng ở cái dân làng ở xóm chúng tôi đây, là tôi rất tự hào. Hàng tháng chúng tôi cũng ra đây nhổ cỏ để góp phần cho con đường làng sạch sẽ. Phong trào trồng hoa ven đường đã lan tỏa đến từng thôn, xóm và các hộ dân. Sự hình thành những tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường. Ý thức làm đẹp cảnh quan thôn, xóm được nâng lên rõ nét. Tại những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi hay chăn thả gia súc gia cầm ven đường như trước. Và cũng rất là tự hào và mình lại được ở ngay một cái khu ở xóm 4 Khánh Tiên, là có một ba cái đầu tư vào cái xóm chúng tôi, ba cái làm cho cái con đường đê chúng tôi rất là đẹp, và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và rất là vui mừng được ở sinh sống ở những quê hương. Và từ khi trồng những cái hàng cây này là chúng tôi cũng có góp sức vào đây, nói chung là mỗi người mỗi tay, là tất cả nhờ vào sức của chị em phụ nữ là nhiều. Rồi thì được sự chăm sóc tận tình của tất cả mọi người thì hôm nay nó đã có một cái hàng cây này rất là đẹp. Trồng hoa ven đường ở các khu vực vùng nông thôn đang là mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, làm sạch đẹp cảnh quan nông thôn, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, gắn với xây dựng làng xã, sạch, xanh, sáng, đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới.